Xin chào các anh em ha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục lên cho anh em một video review về cái hệ thống âm thanh của Phone 4 Territory mới độ âm thanh ha. Và con này lên là 8 loa nha các bạn. Loa hệ thống của nó là có 8 loa. Bao gồm ở hàng ghế trước là có 4 loa. 4 loa thì nó nằm ở đâu? Đầu tiên đó là loa chép, nó nằm ngay đây các bạn nè. Một cái loa chép nè. Bên kia cũng một cái loa chép, một cái loa bass nằm trên cửa rồi. Còn ở cửa sau. Cửa sau thì nó sẽ nằm cái loa chép, nó nằm ngay cái tay mở cửa đó các bạn. Cái loa bass nằm ở dưới này. Đó là hệ thống 8 loa trên con 4 này ha. Và con 4 này mình cũng có tư vấn lên cái DSP nha các bạn. DSP. DSP thì mình sẽ chơi cái dàn này, nó là active 4 loa trước nha các bạn. 4 loa trước này là nó sẽ thông qua DSP và nó cắt tần số điều chỉnh 4 loa trước là active, full active hàng ghế trước. Còn hàng ghế sau mình sẽ chơi qua phân tầng ha. Bassy, tại vì anh chủ này anh tập trung ngồi ghế lái. Chơi theo phương pháp này là gọi là nửa active nửa bassy thì mình sẽ tiết kiệm được chi phí hơn cho cái cục DSP ha. Tại cục DSP này cũng giá nó cũng cao, nhưng mà có cục DSP này nó sẽ nghe nhạc âm thanh nó sẽ chất lượng hơn rất là nhiều nha các anh em. Tại vì mình có thể can thiệp vào cái chuyện là cắt tần số cho từng cái loa để nó hoạt động. Chính vì như vậy mà các bạn hình dung là nó chuyên đánh một cái dải tần thôi thì cái nó đánh nó sẽ sắc sảo hơn rất là nhiều. Và một cái kênh DSP như vậy nó cung cấp toàn bộ công suất cho một cái dải tần đó thì cái loa đó nó quýnh rất là nội lực nha các bạn. Cái âm thanh nó rất là thổi, nó rất là lực á. Và cái hệ thống này là vào cái bộ slap fiber của Focal ha. Bộ này được sản xuất tại Pháp thì bộ này đánh rất là hay ha, rất là sắc nét, chép nó rất là sắc, mid bass nó rất là trong và nó lực các bạn. Thì bây giờ mình sẽ review cho các bạn ha. Mình để cái điện thoại ngay vị trí ghế tài, tại vì mình sẽ canh cái điểm ngọt nó nằm ngay cái vị trí ghế tài ha. Anh chủ này cao tầm khoảng 1m7 thì mình canh đúng cái vị trí đó, cái tai người nghe nha các bạn. Tại vì các bạn thấp hay cao nó cũng ảnh hưởng đến cái vị trí tai của người nghe, nên là mình canh nó điểm ngọt nó vừa chuẩn các bạn luôn. Đây mình sẽ nghe một cái hệ thống đây, âm thanh đôi lúc mấy anh em mình kêu mở mấy bài mà nó hay rồi lót liệt mở auto nó hay thôi, nhưng mà ở đây mình mở nhạc YouTube ha. Đây mở nhạc YouTube các bạn ha, mình nghe thử cái bài. Cái đoạn này là anh hát cái bài rất là hay ha. Trên tháng ngày đã qua, album Trên tháng ngày đã qua của Minh Đức á. Anh này anh hát cực hay luôn. Và anh em ha. Chia ly mình tôi đưa đón ai về.
vô giờ bước theo chồng. Trời thì buồn, mình tôi lầm lũi, đội mưa gió bước đi âm thầm, lòng vẫn nhớ gọi thầm tên em. Thì các bạn vừa nghe một cái giai điệu mà được phát trên cái YouTube nha các bạn. Đó là cái âm thanh nó rất là cơ bản, nhưng mà thông qua một cái hệ thống âm thanh đã được độ thì tự nhiên automatic nó sẽ hay hơn rất là nhiều luôn các bạn. Đó, chứ nhiều lúc anh em cứ kêu là mình bật những cái bản nhạc mà nó chuẩn là loa gym chứ không có được. Cái quyết định đó là loa, cái chất lượng của loa nha. Thì cái loa nó hay thì nó hát nhạc gì nó cũng hay hết đó. Còn khi mình lên, mình đưa cái nguồn nhạc nó chất lượng cao hơn nữa thì nó hát sẽ hay hơn nữa, nhưng mà nó thể hiện nó sẽ sắc sảo hơn nữa. Và các bạn biết thêm thông tin chi tiết thì lên website abg.vn hoặc gọi điện số line 1900 25 25 26 để có dịch vụ tư vấn cho bạn chi tiết hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.